Nhắc đến chuối, người ta nghĩ ngay đến loại trái cây bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, cung cấp nhiều dinh dưỡng như chất bột, chất đạm, chất xơ, khoáng chất khá quen thuộc. Thế nhưng bạn đã bao giờ nghe đến giống chuối khổng lồ có tên Müsaingen? Hẳn là nhiều người chưa từng biết đến cái tên này vì đây là giống chuối cực lạ, chỉ mọc ở Papua New Guinea. Theo các nhà khoa học, giống chuối khổng lồ Müsaingen ở Papua New Guinea có thể đạt chiều cao tối đa lên tới 18 mét, chu vi thân có thể lên tới 2 mét, ngang với thân cây cổ thụ. Trong khi đó, lá của chúng cũng thuộc diện khủng, với chiều dài tàu lá lên tới 5 mét, rộng 1 mét. Còn hạt của chúng có hình tròn, trông mịn và có đường kính 4-10mm. Giống chuối này thường mọc tại những vùng núi cao với độ cao khoảng 1.350-1.800m so với mực nước biển. Một buồng chuối khổng lồ Müsaingen khi chín nặng từ 30-60kg. Mặc dù quả rất to nhưng vị của chúng không ngon và có nhiều hạt bên trong giống như những loài chuối hoang khác. Quả có chiều dài khoảng 18cm và chiều ngang từ 5-6cm nhưng chúng lại không ăn được. Dù quả của chúng không ăn được, nhưng giống chuối khổng lồ này cũng giúp ích khá nhiều cho cuộc sống của người dân ở Papua New Guinea. Những tàu lá vừa to vừa dày của chúng có thể dùng để lợp mái nhà, dựng lều ở trong rừng. Bên cạnh đó, giống chuối này có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết lạnh rất tốt. Vì vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu gen của chúng để tạo ra giống chuối mới có quả ngon và chịu lạnh tốt hơn cho giá trị kinh tế cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!